làm cho động cơ được bền bỉ, chống ô nhiễm môi trường. Bạn sử dụng gì cho động cơ xe của bạn? Tân sử dụng Benride. Hãy vào công ty Lợi Đức để mua Benride nhanh đi nhé. Lợi Đức, công ty phân phối dầu nhớt ngoại nhập hàng đầu Việt Nam. Hai các bạn, rất vui được bạn các bạn trong Đinh Lăng Food and Horror, chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì nghe qua những câu chuyện của chú xe ôm á, thì chắc các bạn cảm thấy thế giới tâm linh á rất là muôn màu. Một cái người không có cái năng lực để có thể nhìn thấy người âm, nhưng mà lại có thể tiếp xúc với người âm, tùy theo người âm đó muốn tiếp xúc với người đó hay không, để mà chở người này từ một điểm này sang một điểm khác, hoàn thành những cái tâm nguyện mà khi người đó lúc sinh thời không làm được. Thì người ta nói á, đi đêm có ngày gặp ma đó, là như vậy. Nhưng đi đêm gặp ma là sao? Thì khi chú làm cái chuyện phước đó, là chú chở người âm quá nhiều, thì tất nhiên sẽ gặp những trường hợp là bất khả kháng, là người âm họ đòi hỏi những thứ nhiều hơn và cao hơn cái khả năng của chú. Thì câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện nữa, cũng là liên quan đến cái chú xe ôm này, để mà kể với các bạn. Thì cái lần gặp kế tiếp là lần gặp khó xử nhất của chú, mà là để lại cho chú nhiều suy nghĩ hơn những câu chuyện trước. Không biết là ma là tốt hay là con người sống tốt hơn. Thì câu chuyện này á, là cũng là một vào cái đêm mà chú Dũng ngồi ở đó để mà chú đợi xe ôm, chú đợi cái duyên chú gặp con ma nào khác nữa để mà quá gian chú đi đến những cái đoạn đường mà nó muốn đến, để mà chú giúp thì có phước, tạo phước để mà gặp lại vợ và con của mình. Thì một cái ngày đó, đúng là khoảng 12 giờ đêm, đúng 12 giờ đêm, thì chú đang ngồi trên chiếc xe của mình. Thì khi ngồi trên xe đó, thì chú thấy rất là rõ. Có đôi khi á, chú bất ngờ nó xuất hiện, mà đôi khi chú thấy mà nó cũng không có ghê rợn giống như là những con ma khác. Trong những cái hình dáng ghê rợn, thì đây là hình dáng một người đàn bà rất là phúc hậu, nhưng mà tuổi cũng đã cao rồi, thì đứng trước mặt chú, đi tới đàng hoàng, thấy đi tới đàng hoàng, đứng trước mặt chú và kêu chú chở đến một chỗ rất là xa, là gần Bình Chánh, thì gần giáp ranh với lại Long An. Thì khi mà chú nói chở đến đây thì chú cũng quan ngại lắm các bạn. Tại vì 12 giờ đêm mà chú chạy từ cái chỗ của chú đứng đến cái chỗ mà cái bà đã muốn tới ngay chỗ Bình Chánh là rất nguy hiểm. Vì sao? Thứ nhất là sẽ có cướp, mà chú thì lớn tuổi rồi ha, mà chạy cái con đường nó quá vắng. Và theo cái gì mà chú biết á, cũng như lời tả đó, mà chú cảm nhận được từ cái linh hồn mà muốn chú chở đi á, từ cái bà đó đó, thì là đã đến một cái nơi nó cũng hơi tương đối là nó vắng người ha. Các bạn biết rồi, cái vùng giáp ranh á, không phải là nơi trung tâm đó, để đi vô những cái vùng mà cỏ bông lau hơi cao đó, thì chú tưởng tượng và mừng tượng trước là nhờ vào những cái năng lực của người âm họ cho thấy cái căn nhà đó, con đường đó. Thì khi mà chú nghĩ, chú cũng suy nghĩ trong bụng, thì chú định đốt cây nhang. Tại vì thường khi mà chú từ chối hay là chú xin thì chú phải đốt một cây nhang, để một miếng bánh, bánh bình thường lắm, ví dụ như bánh bánh kẹo gì cũng được, để cho người ta hưởng, người ta biết là bị từ chối, tại vì đường nó xa và nguy hiểm sau đó, chứ không phải lúc nào chú cũng nhận. Cái đặc biệt là vậy. Thì cái cây nhang đốt không được và lửa không đốt lên, nó tắt. Thì chú biết là bà này rất là thiết tha muốn đi đến cái chỗ đó. Thì khi mà chú suy nghĩ một hồi, chú mới nói là thôi bây giờ vậy, dẫu sao bà cũng là người âm, tôi chở bà đi, thì trên đường đi nếu như có cướp giật hay gì, bà phải phù hộ tôi, hoặc là phải xuất hiện để cho những thằng cướp trộm nó thấy mà nó tránh tôi ra, chứ tôi già cả rồi đó. Mà bây giờ đến đó bà có về hay không? Nếu bà có về thì tôi còn an tâm, còn bà ở lại đó luôn. Mà bà không về thì tôi về một mình, thì bà phải có cách nào bà giúp tôi, chứ tôi là người phàm mắc thịt, tôi không có thể nào chở bà đến đó rồi tôi đi về một mình, rồi lỡ có chuyện gì làm sao tôi gặp lại vợ con tôi đó. Thì chính vì vậy mà nếu như chú nói thêm, nếu như đồng ý thì cho lửa bật lên, đốt cây nhang đó, bà hưởng là tôi đi. Thì chú bật cái lửa lên thì nó cháy liền.
đốt cây nhang cắm ngay tại ngã ba đó luôn. Thì chú mới đi thôi, thì tôi phù hộ, tôi những người khuất mặt khuất mày phù hộ tôi chở bà này đi. Thì chở qua đến Bình Chánh á, đến một cái căn nhà đó. Thì khi đến căn nhà đó là một điều rất là bất ngờ. Khi mà vừa tới căn nhà là có một hai đôi vợ chồng, hai người vợ chồng đứng trước cửa sẵn, mở đèn và chửi chú rất là nặng. Vừa dần tới thôi, chưa thấy ai hết mà chửi rồi. Nói bà chửi rất là nặng, chửi rất là gọi là giống như cái kiểu mà gọi là không ăn học đó. Chửi chú rất là nặng là mày rảnh quá ha. Mày rảnh quá, mày không chuyện gì làm, mày chở bả đến đây chi vậy? Bả chết rồi. Bả chết rồi, tao đâu có cho bả vô nhà đâu. Mày chở bả đến đây chi? Mày không chở bả đi á, tao đập mày chết. Tao báo công an bắt mày. Mày tới đây mình đang cướp ha, mày định phá nhà tao hả? Thì chú chưa hiểu chuyện gì hết. Nhưng mà trong lòng chú thấy rất là lạ, rất đổi là lạ, là tại sao hai vợ chồng này biết chú chở một người đàn bà, những người này là ma, tới nhà của mình mà đứng đón sẵn để mà chửi mà không cho bà này vô nhà. Đó, các bạn thấy đây là một chuyện rất là lạ. Và sau khi chửi thì chú mới nói là tôi đâu có biết, mỗi người có cái nhân duyên, thì tôi chở đến đây thôi. Nếu mà cô chú không cho vô nhà thì chuyện cô chú, còn tôi chở bà về, chứ tôi đâu có ép cô chú gì đâu mà sao cô chú chửi tôi. Đó, thì hai người này mới nói là bây giờ mày chở bà về đi, tao không có tiếp, tao không cho vô nhà, nhà tao để bùa hết rồi, bước vô nhà là chết với tao, nghe chưa, nhà này sắp bán rồi, đừng có chở tới phiền nữa, cả đời phiền con phiền cái, bây giờ hả chết rồi còn vòng lại đây phiền nữa. Thì chú mới ngỡ ra rằng à, đây chính là con ruột của cái bà mất, và bả là mẹ ruột của cái thằng đang chửi chú. Các bạn thấy con người lòng người, mẹ ruột của mình mất rồi, quay về dán bùa không cho mẹ vô nhà để mà bán nhà. Thì bà này á, bà đứng bà nhìn trong nhà, bà khóc mấy bạn. Thì bà khóc á thì chỉ có cái chú này nghe thôi, chú chỉ có mình chú nghe thôi. Thì chú mới nói thôi thì cho mẹ mình vô nhà, có gì đâu mà bà đứng bà khóc. Thì cái anh này anh sợ, cái thằng mà chửi á, nó sợ, nó mới đi xung quanh nó nhìn, đâu bà đâu, trời ơi đừng có ám nữa, sợ quá rồi, trời ơi đừng có ám nữa. Thì khi mà nói đến vậy đó thì bà la lớn quá, cho nên là những cái người hàng xóm á, họ nghe. Thì có một cái bà hàng xóm bà qua, bà mới vỗ lưng chú, bà nói thôi anh chở bà về đi. Thì chú bất bất ngờ, bà hàng xóm mà cũng biết là chú đang chở linh hồn của ma. Thì chú mới quay chú hỏi là ủa cô thấy hả? Thì bà nói là tôi thấy, chỉ đó là hàng xóm tôi lâu năm rồi tôi biết sao không. Thì cái lúc mà hai bên đối thoại với nhau đó, thì là chú có được bả cho vô cái sân nhà bả lấy miếng nước uống, còn hai người bên kia là vô nhà đóng cửa lại, không thèm tiếp. Thì lúc này cái bà đó thôi chú chở cô về đi, mà cô cũng nên về lại cái chùa mình đi, chứ con cái nó hỗn quá, nó bất hiếu, lúc mà cô sống nó còn không có chăm sóc, thì bây giờ cô chết rồi nó cũng không muốn thờ phụng, nó muốn bán căn nhà nó đi để nó có tiền, đặng mà nó có tiền các bạn. Thì sau đó chú mới biết một câu chuyện rất là thương tâm, là cái bà này đó lúc mà còn sống đó là bà có một người con trai. Sau khi lấy vợ, người con trai này ngày đêm hành hạ đánh mẹ, mà bà bị bệnh, cái bà mà chết rồi á, bà bị bệnh rất là nặng. Thì cái số tiền mà cần chữa trị á là 25 triệu, nhưng mà người con á không có đồng ý bỏ 25 triệu ra để chữa, là tại vì tiếc tiền. Thứ nhất là thấy mẹ bệnh hoài không muốn chữa, bất hiếu, tiếc tiền để bà dạy đó. Thì ngày qua ngày bà bệnh quá, bà mất, làm đám tang á là nó đòi bỏ một số tiền là nó thiêu thôi, nó không có làm ma chay, cũng không có kêu thầy về tụng, cũng không thờ, để làm chi, để nó bán cái căn nhà này cho nó sạch sẽ, mất công nó làm ma chay này kia nọ đó, nó bán nhà, người ta nói là nhà có người chết mới vừa chết cho nên bán rẻ. Một thằng con rất là bất hiếu mà có trên đời này luôn đó. Sau khi thiêu xong nó đem lên chùa, đúng ra đó nó không phải nó đem lên chùa nữa, mà là hàng xóm người ta, bà đó đem lên chùa giùm đó, để cái chùa mà gần nơi chú chạy xe ôm đó để mà thờ phượng đó. Thì giống như là bà dòng về để mà gặp con bà với mục đích gì thì không ai biết. Thì khi nghe đến đó chú mới nói là thôi, vậy thôi tôi đốt cây nhang
là tôi tiễn người đó lên xe, tôi chở người đó về lại chùa. Tôi cảm ơn vì nghe câu chuyện này tôi biết là thằng nó cũng không tiếp mẹ nó đâu. Thì chú đốt cây nhang, chú cắm, chú lên. Thì bà hàng xóm bà khóc mấy bạn. Bà khóc tại bà nhìn thấy. Bà cũng lớn tuổi rồi mà hình như có căn duyên sau đó. Bà nhìn thấy. Tại lúc bà nói chuyện với chú theo cái lời chú kể lại đó, là bà vừa nhìn chú, bà vừa nhìn luôn cái hồn ma luôn. Và bà nhìn đúng chính xác cái hướng hồn ma đang ngồi. À, cho nên là chú này biết bà này có căn duyên. Đó, thì bà này sau này là cái người giúp chú rất là nhiều trong cái chuyện mà gặp lại linh hồn vợ con của mình. Thì Tân sẽ kể một câu chuyện khác. Thì trên đường trở về đó, cái hồn ma bà này nó mới hỏi chú một chuyện, là có thể nào cho bà nhập vô người chú được hay không. Thì lúc này chú sợ, chú nói là không được, đừng nhập vô người tôi, tại vì tôi lớn tuổi rồi, sức khỏe tôi không có nhiều, mà làm mà đi làm xe ôm về đêm á là muốn tìm lại linh hồn của vợ con mình. Hoàn cảnh của tôi cũng tội nghiệp lắm. Nếu bây giờ mà cô nhập cho người tôi á, mà khí âm vô rồi á, thì hồn tôi phách tán hết. Mà tôi biết cô muốn nhập cho để làm gì, để mà cô nói chuyện được với con cô. Nhưng mà bây giờ á, nó không có nghe, nó không những nó không nghe mà đánh luôn cả tôi. Thì hóa ra đó, lúc sống mà đã đánh cô rồi, lúc chết nó quýnh cô thêm một lần nữa. Thì phải nó quá bất hiếu, đánh mẹ mình lúc sống mà đánh luôn mẹ mình lúc chết. Cái loại con nó, cô còn nghĩ đến để làm cái gì? Thì bà mới nói với ổng á, là nếu không cho nhập á, thì thôi ngày mai á, là tôi được siêu thoát rồi. Ngày mai là tôi được siêu thoát rồi. À, mấy năm qua tôi tụng kinh niệm Phật, tôi được siêu thoát rồi, tôi không còn nghiệp quả nữa. Nhưng hôm nay tôi muốn gặp lại nó, tôi báo cho nó biết là ở dưới gầm giường của tôi có cái hộp thiếc. Ở dưới có 25 triệu. 25 triệu đó tôi chắc chiêu dành dụm bán dây chai, từng đồng từng cắt bao nhiêu năm lúc mà tôi còn sống đó, để tôi cho hai vợ chồng nó. Chứ mà tôi không dám chữa bệnh. Tôi biết 25 triệu đó là giúp tôi mổ và tôi khỏe được, nhưng mà cũng sống được vài năm thì thôi sống làm gì. Cho nên tôi không có lấy số tiền đó ra đó. Mà lúc tôi bệnh tôi chết, tôi định kêu nó lấy 25 triệu ra làm ma chai cho tôi, tôi nói không được thì tôi chết. Còn bây giờ tôi chết rồi, là tôi sắp được siêu thoát rồi, thì tôi muốn nói cho nó biết, để đặng nó bán căn nhà đi rồi chủ nhà sao vô người ta lấy cái tiền đó người ta xài thì uổng. Uổng công tôi, tại vợ chồng nó cũng khó khăn nghèo khổ, chứ cũng không có sung sướng gì. Thì nghe đến đây chú xe ôm dừng xe lại bên đường khóc mấy bạn. Chú khóc, chú thấy cái tấm lòng của cha mẹ nó lớn quá. Cái người mẹ đó bị con mình hắt hủi cả một cuộc đời lúc còn sống, bệnh hoạn không dám lấy cái tiền chắc chiêu dành dụm để mà tự lo sức khỏe cho mình, đến chết cũng không mở lời lấy được số tiền đó mà tự lo ma chay cho mình. Mà khi chết rồi còn một linh hồn dứt dưỡng còn muốn quay về để nói cho con mình biết đặng lấy tiền nó xài, chứ không để uổng vào tay người khác con mình nó nghèo khổ mấy bạn. Lòng cha mẹ lớn cỡ đó mà thằng con nó mất dạy. Thì chú mới nói thôi á, của cải tiền bạc là có duyên, bây giờ ngày mai tôi sẽ dòng lại đó, tôi nói cho nó biết để nó lấy tiền cho nó xài để cô an tâm. Bây giờ cô về cô chuẩn bị đi, cô niệm Phật tụng kinh tiếp đi, để mà cô siêu thoát. Chứ tôi không cho cô nhập vô người được, tại vì sức khỏe tôi nó yếu lắm. Cô nhập vô rồi mà tôi có chuyện gì là tôi chết luôn, mà tôi cũng không có thể tìm được vợ con của tôi à, cái linh hồn vợ con của tôi. Thì cô cũng hiểu giùm cho tôi. Thì bà này bà hiểu, bà hiểu bạn. Thì khi trở về tới chùa rồi đó, thì cũng như bao nhiêu lần khác, tất cả cái hình ảnh mà bà ông này thấy về bà này không còn nữa, nó tan theo mây khói. Bà tự đi vào ngôi chùa của mình. Và ngày hôm sau đúng như lời chú hứa đó, là chú chạy đến cái nhà đó thì gặp hai người đó chửi chú tiếp, chửi rất là nặng. Chú mới nói là tao dòng lại đây nói hai mày biết, là mẹ tụi bay hôm qua là hôm nay là siêu thoát rồi, hôm nay tao dòng lại để nói cho mày biết. Nghe có vẻ quan đường đó, nhưng mà bà để cái hộp thiếc ở dưới gầm giường có 25 triệu, bà muốn tụi bay lấy xài đi trước khi tụi bay bán cái căn nhà này đi. Thì mẹ tụi bay muốn như vậy đó, là tao nói vậy thôi tao về, chứ mày bất hiếu quá tao cũng không dám hả tới gần. Thì khi nói đến câu đó là mặt hai người con á rất là sáng mà sáng láng lên liền, chạy vô lục và cười trong nhà rồi vậy thôi, chứ cũng không có hối hận hay nghĩ gì đến mẹ của mình. Trong cuộc sống đó bạn, rất nhiều người như vậy. Họ chỉ nghĩ đến bản thân của mình. Từ khi họ lớn lên, họ biết tiền bạc, biết danh vọng, nhưng mãi mãi họ không bao giờ giàu được.
Vì cái tội lớn nhất là trong cái đạo Phật đó, tội lớn nhất là bất hiếu. Họ không có biết quay đầu nhìn lại cha, nhìn lại mẹ của mình. Đến khi ba mẹ mất rồi, muốn giao lại một số tiền cho con mình, chứ đâu có cướp của con mình đồng nào cắt bạc nào đâu. Bà đó sẵn sàng bà chết mà, đúng không? Bà sẵn sàng bà chết mà, bà sẵn sàng bà cho số tiền đó, bà đâu có cứu bà đâu. Nhưng mà hai người con ích kỷ quá, con ruột lẫn con dâu luôn, cũng không biết khuyên chồng mình, là tưởng sao bán căn nhà cũng được nhiêu hết, rồi nghèo lại hoàn nghèo, tại sống ích kỷ mà. Cha mẹ mình còn ích kỷ thì xã hội làm sao mà mở lòng được, đúng không các bạn? Thì qua câu chuyện này, Tân khuyên các bạn một điều. Trong cuộc sống, vật chất rất quan trọng. Tân nói thẳng, vật chất cực kỳ quan trọng, đặc biệt là ở trong đất nước Việt Nam. Cái gì cũng vậy, cần phải có tiền để xoay sở lo rất là nhiều thứ. Là sức khỏe, gia đình, vật chất rất là quan trọng. Nhưng gia đình, tình cảm, vợ chồng, cha mẹ nó còn quan trọng hơn tiền. Tại vì những cái đó nó mới tạo ra cái tinh thần để mình đi kiếm tiền. Bạn kiếm bao nhiêu tiền đi nữa thì đến một giai đoạn nào đó số tiền nó trở nên vô nghĩa. Nhưng mà bạn giữ được sức khỏe cho gia đình, niềm vui cho cha mẹ thì nó rất ý nghĩa. Ý nghĩa qua nhiều năm, đến khi con cháu bạn nhìn vào đó, nó sẽ giúp giống như bạn, nó cũng sẽ làm ra niềm vui cho bạn sau này. Chứ không lẽ bạn sống tệ, cha mẹ bạn đến mức con bạn đẻ ra nó sống tệ ngược lại với bạn. Cái đó là cái nó nhìn thấy mà, nó sẽ bỏ rơi bạn ngay lập tức. Đó là quả báo nhãn tiền về sau, mà lúc đó ngay thời điểm đó bạn không nhìn thấy được. Thì qua câu chuyện này các bạn thấy như thế nào thì cho Tân bình luận ở phía dưới. Nếu thích hãy like, share, subscribe để kênh Tâm Linh của Tân ngày càng to lớn hơn và nhiều người lắng nghe hơn. Và bây giờ câu chuyện của Tân đã hết. Hẹn gặp lại các bạn một câu chuyện khác vào 5 giờ chiều ngày mai nha. Bye bye.